Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Thì hôm nay ngẫu hứng, chứ đúng ra nó thường là em với Vi mà làm cái câu chuyện tình online là vào ban đêm. Nhưng mà không biết lý do tại sao hôm nay thì Vi gọi sớm quá. Thì thấy hồ bơi đẹp nè, nước rất là trong nè, rồi trời hôm nay cũng thật là đẹp. Và con gái cũng mới mua cà phê về cho để ngồi trò chuyện với Vi. Và sau đó gửi cái phần video còn lại tập 10 đến các bạn, coi như là kết thúc cái câu chuyện tình online. Thì em với Vi mới vừa trò chuyện xong với nhau rồi và cũng đã có thâu lại rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thứ nhất là tại vì là phần cuối cho nên là em không có muốn để hình ảnh nữa. Em muốn là em nè để ngồi thuật lại câu chuyện cho các bạn nghe. Vì chắc có nhiều bạn chưa có biết em, chỉ vô nghe. Người ta nói là bây giờ đã không được thấy cái nhân vật Vi rồi, thì bây giờ làm ơn cho thấy cái chủ nhân, cái người kể câu chuyện được không? Thì hello hello, mình đây. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp cái câu chuyện tình online. Khi anh gọi lại một lần nữa thì Vi bắt phone. Mình nói với Vi là nãy giờ thì anh gọi rồi, anh gọi rất là nhiều rồi, cho nên là mình nói anh là thôi đừng gọi nữa, cho nên là không biết là chừng nào anh sẽ gọi lại, Vi gọi đi. Thì mình tính ra lúc đó khoảng mười mấy phút đó các bạn. Thì mình nói Vi là cứ việc gọi cho ảnh ngồi kế bên mình để mình nghe. Các bạn có biết lý do tại sao không? Tại vì không có muốn mở speaker. Vì mở speaker thì hai cái người người ta làm phụ, người ta sẽ nghe. Vì đâu có biết là Vi và ảnh nói chuyện với nhau như thế nào. Nhưng mà mình đoán cái việc đầu tiên mà nói chuyện với nhau thì chắc hai người cũng là gây nhau, chứ không có phải là nói chuyện nhỏ nhẹ. Thì Vi nói là tôi đeo headset, tôi nói bà có nghe được không? Thì mình nói là cứ ngồi sát bên mình đi. Nhưng mà sau đó mình lại nghĩ là không nên. Thôi thì tốt hơn hết, tôi với bà đều ra xe. Các bạn biết không, ngày hôm đó đó hả, mình bỏ việc làm của mình luôn đó các bạn. Mình phải nhờ những cái người mà phụ làm cho mình đó. Mình nói là xin 2 tiếng đồng hồ để ngồi bên cạnh Vi. Thì Vi đồng ý. Khi ra xe, trời ơi, mình nhìn Vi có vẻ run, có vẻ sợ. Vì Vi chỉ nghĩ rằng là cái gia đình đó thì chắc chắn là họ sẽ nói cho anh nghe. Thì anh cũng sẽ thắc mắc là tại sao Vi lại lên nhà đó. Vi đã lừa gạt anh để lấy cái địa chỉ của anh hay là như thế nào? Thì thật sự ra là cái đó là do cái suy nghĩ của Vi thôi. Nhưng mà mình nói với Vi là cứ bình tĩnh, ra gọi điện thoại, nói chuyện bình thường. Dù anh có la, có mắng hay là như thế nào vẫn phải nhỏ nhẹ. Mình muốn được nghe. Và khi ra xe ngồi thì mình nói Vi là cứ mở speaker lên, mình sẽ ngồi. Mà các bạn biết không, mình ngồi đó mình nín thở luôn đó các bạn. khi mà mình nghe hai người nói chuyện với nhau thì Vi alo, điện thoại ren lần thứ hai thôi à, là anh ấy bắt liền. Cái việc đầu tiên anh ấy hỏi rằng là ủa em làm mất phone hả? Anh ấy nói chuyện rất là ngọt, tức là những cái gì Vi suy nghĩ về anh ấy là sai. Vi suy nghĩ rằng là đầu tiên Vi gọi là anh sẽ hét lên, sẽ la lên hoặc là như thế nào đó, nhưng mà không, anh nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Hello, em hả? Em làm mất phone hả? Hèn chi, anh gọi em hoài mà không có được. Đó, thì mình nghe, rồi Vi cũng nghe, Vi tròn mắt lên, Vi nhìn mình như vậy nè các bạn. Thì mình ra dấu với Vi là cứ việc nói tiếp. Thì Vi nói dạ, em làm mất phone, nhưng mà phải chờ đi ra tiệm cô bạn rồi của khai bảo hiểm. Nhưng mà bảo hiểm thì gửi tới 48 tiếng mới tới. Nhưng mà hên quá là cái phone này nó gửi tới sớm. Trời ơi, mà các bạn biết không, mình ngồi bên cạnh Vi, mình nghe Vi nói kéo cái giọng nhựa nhựa mà Vi run các bạn, Vi rất là run. Thành ra là anh này mình không hiểu là ảnh giỏi tới mức độ nào các bạn. Chỉ có qua phone thôi mà tại sao ảnh lại có thể biết được là ở bên đây Vi cảm xúc như thế nào các bạn. Thật sự là một người quá là giỏi luôn đó.
Thì anh hỏi: "Ủa em bị cái gì vậy? Sao anh nghe giọng nói em run vậy?" Trời ơi, mình cũng hết hồn luôn các bạn. Mình nhìn qua Vi vậy nè, rồi mình làm Vi là bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, rồi sau đó cái mình thấy Vi có vẻ không có bình tĩnh được, cho nên là mình ra dấu với Vi như vậy là cắt đi, cắt ngang câu chuyện đi. Đó, và các bạn biết không, khi mà Vi vừa mới off phone, Vi thở ra một cái thật là mạnh luôn. Thì mình mới nói với Vi là bình tĩnh, làm cái gì mà run rồi lắp bắp nói chuyện gì kỳ quá vậy. Thì vừa nói xong một cái là anh ấy gọi liền ngay tức thì, anh ấy hỏi phone bị làm sao vậy. Thì Vi mới nói rằng là không không, chắc cái signal nó mất hay nó làm gì lại rung lên và lại quýu lên nữa các bạn. Thì mình mới nói với Vi rằng là mình đập vô cho người Vi như vậy nè, ok, và sau đó là mình cứ vỗ cái đùi Vi như vậy nè để cho Vi nói sao các bạn, để cho Vi bình tĩnh. Mình cứ vỗ nhẹ nhẹ lên đùi Vi như vậy nè. Mà các bạn biết không, mình cũng không biết Vi suy nghĩ làm sao nữa, mà mình thấy Vi nói chuyện lạc quẻ hết trơn à. "Ủa anh sao rồi, mấy bữa nay anh sao, có chuyện gì không?" Trời ơi, khi mình nghe Vi nói cái chữ "có chuyện gì không", mình hết hồn luôn các bạn. Mình làm vậy nè, mình làm vậy nè đó. Xong rồi cái Vi ok lại. Rồi cái Vi mới nói: "Chắc mấy bữa nay anh gọi em hả? Em xin lỗi nha, là tại vì em cũng có phone, có ai á để gọi lại cho anh. Đi ra ngoài tiệm thì bận quá, mới lại ra tiệm gọi á thì sợ mấy đứa tụi nó nghe, cho nên là em cũng có muốn, anh có ok không?" Thì anh nói là anh bình thường thôi, tại vì con tối đó thì anh gọi em rất là nhiều nhưng mà em không có bắt phone. Thì Vi mới nói rằng là: "Ủa vậy hả, em đâu có biết, chắc cái lúc đó phone em mất rồi cho nên em đâu thấy gì đâu. Thì bây giờ là cái phone mới mà, cho nên là em đâu có biết làm sao." Đó, thì các bạn biết anh mới hỏi như vậy nè: "Em lấy phone mới trả bao nhiêu tiền cho cái phone mới, và lúc bảo hiểm em mua là bao nhiêu tiền? Bây giờ em cũng lấy xem với cái phone cũ của em, cái đời cũ, hay là em lấy qua cái đời mới, và em lấy cái phone đời mới này em có phải trả thêm tiền hay không?" Thì mình nói thật với các bạn, khi mình nghe ảnh hỏi mấy câu đó là mình nói rồi, coi như là anh này là một người quá sức tưởng tượng. Anh không có tin tưởng Vi, anh nghĩ là Vi xạo. Nhưng mà các bạn biết không, đối với mình á, về Samsung thì mình rất là rành, tại mình làm cho hãng Samsung mà. Còn nếu mà về iPhone thì thật sự là mình không biết gì cả. Cho nên nó Vi thì lại xài iPhone. Thì chắc có thể là ảnh cũng có iPhone nhưng mà Vi nói là ảnh xài Samsung. Cho nên là ảnh nói ra rất là rành các bạn. Thì tự nhiên mình nghe nói tới đó là mình cũng không biết như thế nào hết trơn luôn. Cho nên là mình nói Vi nữa, cắt phone. Ngừng lại đó, cho nên là Vi lại cắt ngang phone một lần nữa. Thì sau đó ngồi ở trong xe thì mình với Vi mới bàn với nhau, mình nói: "Chết rồi Vi ơi, nếu mà anh hỏi về iPhone thật sự là mình không biết trả lời, còn nếu mà hỏi về Samsung thì mình biết." Thì tự nhiên Vi nó nói: "Bây giờ tôi đổi qua Samsung luôn đi, đổi qua Samsung để dễ xài, bà chỉ cho tôi xài, với lại thôi Samsung đi." Thì mình mới nói: "Giờ sao được, bây giờ nếu mà vô đổi qua Samsung rồi, để tôi suy nghĩ đã." Khi ngừng phone rồi đó, anh ấy cứ gọi gọi tới tấp, gọi 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 hoài luôn. Mình nghĩ rằng là bây giờ không bắt phone anh ấy nữa thì cũng sẽ không được, cho nên mình nói nhanh với Vi luôn: "Ok, bây giờ nói với ảnh luôn là bây giờ em đi ra ngoài tiệm, cái cô chủ này cũng nói với em đó là xài Samsung đi, cho nên bây giờ em đổi qua Samsung rồi." Cứ việc nói như vậy. Và anh hỏi là tại sao mà nãy giờ phone bị như vậy, thì nói là Samsung là cái phone mới em chưa từng bao giờ xài cho nên em không có biết xài, cho nên là chắc em đụng vô cái nút gì đó cho nên nó cứ bị tắt ngang hoài, hay là Du theo cái phản xạ tự nhiên của Du, Du nói đi, giống như là bây giờ Du không xài iPhone nữa mà Du xài Samsung, thì cái gì mới thì nó cũng hay gặp trở ngại. Và phải nói một câu như vậy nè: "Anh biết không, tại vì em thấy anh cũng xài Samsung cho nên là em cũng muốn xài Samsung, để anh chi, để có gì em không biết thì anh chỉ cho em." Nói thêm cái câu đó cho mình. Thì Vi nghe Vi nói chứ có lý. Đó, cái sau đó anh gọi lại nữa,
cái anh mới nói phone bị cái gì vậy, phone mới mà sao kỳ vậy. Thì anh hơi nặng tiếng một chút, thì Vi mới nói là không phải, anh biết làm sao không, em đổi phone rồi, em không có mà bắt đầu nhõng nhẽo nha các bạn. Em đổi phone rồi tại vì em thấy anh xài Samsung nè, rồi bạn bè em ai cũng xài Samsung hết á, chỉ có con em là nó xài iPhone cho nên nó bắt em phải xài chung với nó. Nhưng mà thôi bây giờ bắt đầu từ bây giờ nè, em muốn được giống anh cho nên là em cũng sẽ xài Samsung luôn, và bạn của em cũng xài Samsung để mọi người chỉ em làm. Với lại phone Samsung thì chụp hình rất là đẹp cho nên bắt đầu từ bây giờ em muốn được chụp hình đẹp. Thì anh nghe Vi nói rồi tự nhiên anh im, anh không trả lời gì nữa. Cái anh nói rằng là coi chừng người ta lừa em đó. Em mở phone Samsung này em mở như thế nào. Thì mình nói thật với các bạn, ảnh cũng là người xài Samsung mà mình là người làm cho hãng phone Samsung và mình làm cho tới 7 hãng phone lận các bạn, cho nên là thật sự thì chắc ảnh cũng không qua mình nổi đó. Cái bắt đầu mình nghe anh hỏi nè, mình khi mà mình kêu Vi là Vi nói với xài Samsung là trong đầu mình đã nghĩ ra rồi các bạn, ảnh sẽ đặt những cái câu hỏi liên quan tới Samsung thì các bạn biết không, ở trong xe mình lúc nào cũng có cái iPad hết. Ok thì bắt đầu mình lại lôi cái iPad ra và mình muốn nghe được những cái câu hỏi của ảnh là mình đánh lên liền ngay tức thì các bạn, vì chỉ việc nhìn vô đó vì đọc thôi. Ok thì anh hỏi rằng là em mở phone Samsung gì. Thì các bạn biết đó, lúc đó đó là Samsung hình như là xấu đó các bạn. Anh hỏi Vi nè, em xài Samsung gì? Thì Vi nói là em xài Note 6. Thì Vi mình đánh sao Vi đọc y như vậy. Rồi cái ảnh nói chứ, ủa cái 6 này là cái mới ra mà anh cũng đang định đổi đó. Thì khi mà mình nghe được ảnh nói như vậy thì mình viết cho Vi vội 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 vàng vàng liền các bạn. Thì mình nói rằng là cô bạn em nói rằng là nếu mà lấy hai cái thì sẽ giảm được tới 150 đô, anh có muốn không, em mở cho anh luôn. Thì Vi Vi cứ miệng thì đặt mà con mắt cứ nhìn mình như vậy, mình nói cứ việc nói, cứ việc nói như vậy. Nhưng mà thật sự là ngay trong tiệm mình cái thời buổi đó, cái lúc đó nó đang có cái plan đó các bạn. Nếu các bạn mở hai cái với nhau thì các bạn sẽ được return lại 150 đô. Đó thì anh nói là ồ vậy hả, anh muốn với em và anh với em đi tới cái tiệm đó để mở. Tại vì em thì không biết gì về Samsung rồi mắc công người ta lừa gạt em. Những cái người mà làm phone đó hả, họ lưu manh, họ điếm thúi lắm. Khi mình nghe được cái câu đó mình nói thật với các bạn nha, là mình đánh giá cái anh này khác liền à. Anh này anh có rất là nhiều bộ mặt. Có thể ảnh nói như vậy nè, những người họ làm phone họ rất là khôn khéo, họ muốn kiếm được cái đồng tiền người ta cho nên họ dụ dỗ mình hay lắm. Đó cũng là một câu nói mà nó lại được được lòng người mua lẫn người bán. Với một người có ăn có học như ảnh, nói chuyện cũng rất là hay như ảnh, mà ảnh lại không dùng một câu nói hay như vậy, mà ảnh lại dùng một cái câu rằng là những cái người họ làm phone đó họ điếm thúi lắm. Thành ra đó các bạn biết không, khi mà mình nghe thấy anh ấy nói câu đó tự nhiên cái mình xìu xuống luôn các bạn, và mình lại giống như mất hứng đó các bạn. Mình nói với Vi cắt ngang phone cho mình và bắt đầu mình mới nói chuyện với Vi. Trời ơi cái con gì đó nó cứ bay trước mặt mình vậy nè, thấy ghét rồi. Và sau đó thì anh gọi lại cho Vi, nói chung là anh gọi lại cho Vi rất là nhiều lần khi mà Vi cúp phone. Thì anh mới nói rằng là anh nghĩ là cái phone này là phone dởm cho nên là nãy giờ anh gọi nó bị cúp ngang hoài à, cho nên em mới mở hả, em mở được 24 tiếng đồng hồ chưa. Thì Vi nói là chưa, em mới lấy chưa đủ 24 tiếng đồng hồ. Thì anh nói rằng là người ta có warranty cho em, khi mà chưa đủ 24 tiếng đồng hồ là em có quyền trả lại hay không. Thì Vi nói là em cũng không có nhìn trong giấy tờ nhưng mà đây là của bạn thân của em à, cho nên là em nghĩ là có gì thì em hỏi cổ. Thì anh nói rằng là ở đời không thể tin ai được, cho nên là em đọc trên cái hợp đồng, trên cái giấy tờ cho anh nghe coi như thế nào. Thì mình nói thật với các bạn lúc đó là mình kiểu như là bệnh nghề nghiệp của mình mà mình nghe người ta nói như vậy mình cũng giận các bạn. Mặc dầu là rất là nhiều tiệm phone họ cũng rất là lưu manh, nhưng mà khi mà anh chưa nhìn hoặc anh chưa gặp, chưa có nói chuyện thì đừng có vội xét đoán ai cả. Thì không biết là
với ảnh như thế nào mà mình nghe được những cái câu mình cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà thôi đã đóng kịch thì phải đóng cho chó. Thì mình đánh vô cái chữ gì thì là Vi nói đúng cái chữ đó. Giờ anh gọi cho em bao nhiêu lần hai đứa mình đang nói chuyện với nhau mà phone cứ bị cắt ngang, thì anh biết là cái phone này không tốt rồi, cho nên em quay ngược lại cái chỗ mở phone và em trả phone lại cho họ. Anh chấp nhận vài ngày không liên lạc với em cũng được, thì trả lại cho họ và nói với họ rằng là vẫn giữ nguyên cái hợp đồng là hai cái và trả lại 150 đô, giữ nguyên cái hợp đồng đó và chờ anh tới. Anh sẽ dẫn em đi tới tận nơi để mở phone và anh sẽ lựa phone cho em để cho em với anh có chung một cái phone với nhau, chung một cái plan với nhau. Vì nói bây giờ em không có phone thì không được, cho nên là em đâu có biết cách nào. Thôi thì để em xài hết ngày hôm nay đi đã rồi coi như thế nào. Thì anh nói rằng là nếu mà em xài hết ngày hôm nay, ngày mai em mang ra họ sẽ không cho em đổi đâu. Vì cãi cho bằng được, lúc đó Vi không nhìn mình đánh nữa nha các bạn. Vì cãi cho bằng được là tại vì Vi bênh vực mình. Vi nói anh đừng có đánh giá bạn em như vậy nha, cổ không có như vậy đâu, anh mà gặp cổ rồi á thì anh sẽ biết. Cái tự nhiên cái Vi khận lại, Vi nói chứ ồ anh đã gặp cổ rồi đó. Tự nhiên cái ảnh nói hả, anh gặp rồi ai, anh có đời nào gặp bạn em đâu, cô đó là ai? Các bạn biết không, ảnh hỏi tới tấp luôn. Cô đó là ai? Anh có biết cổ không? Bây giờ em đi tới tiệm của cổ đi, em chở ngược lại tiệm của cổ giùm cho anh và phê tham cho anh coi coi anh có biết cổ là ai hay không. Và các bạn biết không, cái cách của anh nói chuyện đó rất là nhanh và lo lắng, và nó có một cái gì đó các bạn khó diễn tả lắm. Thì Vi mới nói anh, người này rất thân với anh, cũng rất thân với em, nhưng mà em không nói cho anh nghe đâu. Anh xuống đây, em sẽ dẫn anh đi tới tận nơi để ba mặt một lời. Đó, vậy em muốn làm sao cũng được, nhưng mà anh hy vọng rằng là anh sẽ xuống với em và anh dẫn em đi ra mở phone. Thì Vi nghe rồi Vi cũng cười hí hả hí hửng, thích thích lắm các bạn. Xong rồi cái mình nói với Vi rằng là mình cứ ra dấu như vậy là Vi biết Vi cúp phone. Cái Vi nói vậy thôi bây giờ em bye anh nha, nãy giờ ngồi nói chuyện với anh là ngồi ngoài xe đó, bây giờ em phải đi vô trong tiệm lại rồi tại vì em không có muốn cho tụi nó nghe đó. Cái anh nói ok bye em, nhưng mà nhớ nha, phải đi đổi phone. Anh sẽ cố gắng xuống với em sớm nhất có thể. Vi, Vi thật sự muốn cho anh ấy biết mình hả? Thì Vi nói chứ giờ làm sao giờ, thì chắc chắn là ổng mở phone thì phải dẫn ổng ra bà rồi, chứ bây giờ tôi làm sao? Thì mình cũng hơi suy nghĩ các bạn, và mình nghĩ rằng có nên trò chuyện với anh ấy và nói cho anh ấy biết rằng anh ấy đã cua mình trong cái thời gian đó hay không. Có nên là vạch ra những cái gì mà mình biết được hay không. Mình suy nghĩ rất nhiều nhưng mà mình không nói cho Vi nghe. Ngày hôm sau, anh ấy có mặt tại tiệm của Vi lúc 4 giờ 30 chiều. Vi rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy anh tới. Thứ nhất là không gọi cho Vi, và thứ hai nữa là không bao giờ anh tới cái giờ đó. Anh phải tới là sau cái giờ làm việc của anh, và còn từ ở đó bay qua tới bên Vi là cũng xa lắm. Thì Vi ngạc nhiên lắm, mấy đứa ủa sao anh tới giờ này. Thì anh nói rằng là anh có công việc của hãng giao cho anh là đi làm việc tại cái tiểu bang của Vi. Ngày hôm nay anh đã đi từ hồi 6 giờ sáng, anh đã làm việc xong hết rồi và bây giờ là coi như free. Cho nên là anh tranh thủ tới đây sớm với Vi và hứa với Vi dẫn Vi đi mở phone, cho nên là anh đến. Thì anh mới hỏi Vi rằng là mấy giờ thì cái tiệm phone đó đóng cửa. Thì Vi nói em cũng không biết nữa, để em gọi em hỏi. Thì một chút xíu nữa là Vi quên rồi các bạn. Cho nên là khi Vi vừa nói như vậy xong là Vi định rửa tay
và sẽ lấy cái phone ra gọi thì may quá. Anh ấy nói liền: "Em lấy phone của anh em gọi nè. Chứ phone của em đâu nữa mà em gọi." Tức là anh đã nghĩ rằng là ngày hôm qua Vi đã mang tới tiệm của mình và đã trả lại cái phone rồi. Cho nên là ngày hôm nay anh sẽ đi tới mở cho Vi. Cũng may nha, nếu không mà Vi lấy ở trong bóp ra là cái iPhone cũ của Vi là coi như là tiêu rồi. Thành ra cái trong bất kỳ một chuyện gì nó có cái xui và nó cũng có cái hên các bạn. Thành ra mình nói thật với các bạn chứ chẳng thà cứ nói thật đi, nói dối đó nó dễ quên vô cùng. Thì Vi mới nói rằng là thôi để em lấy phone tiệm của em gọi cũng được, cho nên em không muốn gọi phone anh đâu, anh xài Samsung nữa rồi em lại lủng củng rồi em lại không có xài được nữa, thôi để em lấy phone tiệm gọi. Thì anh nói là gọi đi, gọi lấy hẹn và ra làm, mở cái phone chắc cũng phải hết cả tiếng đồng hồ hơn đó, cho nên là gọi lấy hẹn trước đi, 6 giờ mình đi được hay không, hoặc là giờ nào người ta đóng cửa thì mình ra trước 1 giờ đồng hồ xin cái hẹn trước đi. Thành ra đó là các bạn biết, với những người mà họ làm việc cho những cái hãng Mỹ thì nói chung là chắc họ cũng quen rồi, giờ giấc và trước khi họ muốn làm việc gì họ đều phải có cái plan trước và họ đều lấy hẹn trước để anh chi, để khi họ tới nơi bắt buộc người ta phải làm cho họ và đúng hẹn, không có phải chờ đợi. Đó là những người mà đã làm việc với Mỹ từ lâu là họ như vậy. Còn một số người Việt Nam mình thì không có làm việc cho Mỹ nhiều thì họ cứ nghĩ thôi kệ nó đi, cứ tới đó chờ. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái gì cũng vậy, cứ có cái plan trước và gọi lấy hẹn trước là hay hơn. Đó thì khi mà Vi gọi, lúc đó mình lại không có bắt phone các bạn, cho nên Vi gọi tới lần thứ hai thì tự nhiên là Vi Vi bấm số xong, Vi để phone lên là Vi gọi mình, thì mình lại nghe cái tiếng người đàn ông, mình biết là Vi gọi chứ, tại vì số phone nó gọi nó nổi lên mà, thì mình lại nghe tiếng đàn ông để anh nói chuyện cho. Tự nhiên mình khựng lại liền các bạn, mình cúp phone lại, mình cũng là xài phone tiệm, mình cúp phone xuống xong mình lấy phone của mình thách cho Vi liền. Thì cũng trời ơi, mình nói thật với các bạn, Vi nó cũng hên là thứ nhất chắc nó không có để cái phone reng hay là nó không có để cái chuông báo khi cái message vô hay sao đó, mà mình không thấy Vi trả lời, hay là Vi để cái phone ở chỗ nào, cái giỏ chỗ nào hay sao đó mà Vi lại không trả lời liền cho mình với cái phone đó, thì mình mới hơi lấy làm lạ. Cho nên là mình suy nghĩ, nhưng mà mình á các bạn, mình làm việc bằng cái đầu mình nhiều lắm thì mình nghi nghi là có vấn đề, mình gọi lại phone tiệm cho Vi liền và mình hỏi liền: "Xin lỗi, hồi nãy số phone này có ai gọi tôi phải không ạ?" Thì Vi đưa liền phone cho anh đó, cái cô chủ đó, anh nói chuyện đi. Và sau đó 8:30 thấy cửa mở ra là nó kêu các bạn. Mình nhìn, mình thấy ảnh nắm tay Vi, hai người rất là tình tứ bước vô tiệm. Vi mặc bộ đồ bán hàng bình thường thôi, không đẹp gì cả. Thì bước vô tiệm thì mình say hi, hồi nãy anh lấy hẹn đúng không? Anh nói ờ. Mình nói anh quá đúng giờ. Anh nói mà thì hẹn thì phải đúng giờ chứ. Mà cái vẻ mặt rất nghiêm nghị các bạn, cho nên là mình không có thấy cái đồng điếu đồng tiền gì nó lúng hết trơn á đó. Và ảnh với Vi đi vô gần tới bên trong, mình mời hai người ngồi và anh nói như vậy nè các bạn: "Bạn gái của anh đưa anh tới đây để mở phone, chứ đúng ra là anh mở ở trên anh đó, chứ đâu cần phải đi tới đây, nhưng mà vì muốn ủng hộ cho bạn bè cho nên là anh xuống dưới đây để anh mở hai cái phone, em có thể giúp không?" Thì mình nói dạ được, hôm nay em sẽ là người giúp anh chị. Tự nhiên Vi nghe mình nói chữ chị, Vi nhìn mình như vậy nè các bạn. Mình tỉnh bơ luôn, mình tỉnh bơ luôn. Rồi bắt đầu thì tự nhiên trong đầu mình nghĩ ra liền các bạn, phải làm một cách nào để ảnh đưa cái driver license ra, tại vì ảnh là người nói ảnh mở mà, thì mở phone thì bắt buộc là phải có driver license. Thì mình mới nói dạ anh mở phone gì, mình phải đi dạo một vòng trước cái đã rồi mới tính, chứ bây giờ đầu tiên mà bạn nói rằng là anh cho em xin driver license hay này nọ là không được, mình không có làm như vậy, vì mình làm như vậy mình sợ ảnh sẽ trước mặt Vi ảnh sẽ thụt lại,
ảnh không muốn show cái driver license ra, tại show cái driver license ra là biết hết tất cả rồi đó, cho nên là mình mới rào trước đón sau, mình mới nói là anh chỉ mở phone gì. Thế là mình đưa hết những cái về phone mới nhất và cái nào ra và cái plan mình trình bày cho hết, thì mình mới nói là mời anh chị qua bên đó đó để lựa phone, lựa đi rồi tới đây mình nói chuyện, đây là cái giá nè và đây là cái plan và đây là phone. Thì tự nhiên cái anh nói với mình, em là người bán hàng mà em giới thiệu đi, thì mình nói rằng là đôi khi em thích mà anh chị không thích, cho nên là thôi anh chị cứ chọn đi, cái nào nó mới là cũng ok hết đó. Thì mình không biết cách nào để ra dấu với Vi hết, mà tại sao Vi gặp mình Vi tỉnh bơ như là người lạ vậy, vô lý vậy, trong khi là anh ta nhìn mình anh ta phải nhận ra mình chứ, đóng kịch gì mà đóng hay dữ vậy, mấy lần đi ăn đã gặp nhau rồi mà. Thành ra là mình nghĩ ủa chẳng lẽ ông bị đảng trí hay là ổng mất trí nhớ hay là ổng gì đó mà ổng vờ luôn nhưng không biết mình là ai vậy. Và Vi cũng vậy nữa, hai người đang đóng kịch với tôi hay làm gì vậy, mình thắc mắc lắm các bạn, mình không hiểu là như thế nào luôn. Thì tự nhiên mình bị khẩn á, cái mình vô mình nói với cô nhân viên tìm cách nào ra nói nhỏ với lại Vi á là đi restroom. Thì cái người nhân viên họ ra họ cũng đứng nói chuyện này nọ, cái người nhân viên nói nhỏ với Vi á là bà chủ em muốn chị đi restroom đó, nói nhỏ thôi nhưng mà Vi rất thông minh, Vi nói anh lựa phone đi em đi restroom chút. Thì Vi vô và Vi nhìn thẳng mình, Vi nói em đi restroom nha, ảnh lựa phone. Mình nói thì Vi đi restroom cái là mình chạy vô liền, mình nói cái gì vậy, đa hai người đang đóng kịch với tôi hả, đang làm trò gì vậy. Thì Vi mới nói với mình là ảnh nói đây là bạn của em nhưng mà em đi với anh thì để cho anh được được cái sự tôn trọng và em coi như là em không biết gì đi, anh sẽ mở phone cho em, anh sẽ làm tất cả cho em, coi như là em không biết, chả kêu tôi im lặng thì tôi im lặng rồi để coi coi chả đóng tường tới đâu, bà cứ im đi rồi cứ để đi coi coi như thế nào. Thế mình nói ok rồi, muốn đóng kịch thì đóng kịch đi. Rồi thì ảnh mới nói là thôi ảnh sẽ đổi, ảnh lấy cái nốt chứ ảnh không có lấy cái plus giống như là Vi nói. Thì mình nói dạ được, anh muốn lấy màu gì thì anh lấy màu xanh đen và Vi thì lấy màu trắng, hai cái nốt các bạn, Samsung nốt. Thì khi ra bắt đầu thì mình mới nói với anh là anh có thể cho em xin driver license để em làm giấy tờ không, để làm hợp đồng, anh chọn cái plan nào. Thì tự nhiên anh nhìn qua Vi và anh nói với Vi rằng là em đứng tên đi nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ trả tiền hết. Rồi mình thấy rồi, coi như xong hàng. Bây giờ Vi phải đứng tên rồi. Vi nhanh nhẩu một cách lạ lùng, thấy ghét luôn đó các bạn. Dạ, móc cho bóp ra đưa liền driver license cho mình nè các bạn. Tại sao mà không chịu nói chứ, em quên, em không có mang bằng lái hay là something gì đó. Tự nhiên móc bóp đưa luôn, tức là Vi đứng tên hai cái phone đó. Cái mình mới nói trời ơi, chàng này công nhận cáo thiệt là cáo luôn đó. Bây giờ làm sao? Mình mới nói được. Các bạn biết tới cái lúc trả tiền phone thì Vi thì gớt khứ địch quá rồi, bấm vô một cái là xong hết rồi các bạn. Tới cái lúc trả tiền phone thì mình mới nói rằng là tại vì cái số tiền nhiều đó, anh có thể cho em xin cái bằng lái của anh. Không phải là em không tin anh, nhưng mà làm thì nó phải đúng luật, chắc anh cũng biết điều đó đúng không. Anh có thể cho em xin cái bằng lái để make sure với lại cái thẻ credit card. Rất là vui các bạn. Không biết là lúc đó anh ta thích cái phone quá hay là anh ta sơ ý hay là anh ta như thế nào đó thì mình không có biết. Anh móc trong bóp ra liền cái driver license, anh đưa cho mình liền các bạn. Thì khi anh vừa đưa cho mình một cái, mình bỏ vô máy mình scan liền ngay tức thì. Giỏi không? Giỏi quá đúng không? Tức là
là mình không kịp coi luôn các bạn, mình không cần coi trên cái drive license nó luôn, mà khi ảnh vừa đưa cho mình đó, là mình mở ngay cái máy lên, mình scan liền ngay tức thì, mình không cần đọc luôn. Thì scan xong rồi mình lấy mình trả lại ảnh, cái mình lấy cái tờ giấy đó ra và mình kẹp chung với cái bộ hồ sơ. Thì cầm cái thẻ credit card cà lấy tiền này nọ xong, mình còn make sure nha các bạn, mình đọc cái zip code của cái thẻ credit card, mình make sure với ảnh là có đúng cái zip code của anh không vậy, thì ảnh nói là đúng. Xong đó, thành công một cái rồi đúng không ạ? Mình mừng thầm trong lòng lắm, nhưng mà Vi thì hoàn toàn không biết gì hết, Vi không có biết đó. Rồi kế tới nữa là lấy phone ra cho ảnh xong rồi ảnh còn hành hạ mình như vậy nữa nè các bạn. Ảnh nói set up luôn giùm đi. Cái mình mới nói trời ơi, phải set up nữa hả? Sao anh không set up giùm em? Ông nói trời ơi, bán hàng mà phải phục vụ khách từ A tới Z chứ. Mình nói dạ thôi được rồi, để em nói mấy người này làm giúp anh. Ảnh nói không, cái phone kia đưa người ta, còn phone tôi cô làm được không? Mình nghĩ cha này đúng là đì mình đó nha. Mình nói dạ được. Rồi thế là mình kêu một người nữa ra với mình xét hai cái một lúc luôn, tại giờ đó tối rồi các bạn. Thì khi mình xét, trong cái lúc mà mình bắt đầu on cái phone lên, mình xét mình nói được, tôi sẽ khai thác anh từ đây. Mình hỏi anh rằng là tại vì Samsung là cần phải có cái Google account các bạn. Và mình hỏi anh cho em xin tên của anh, và anh cho em xin cái email của anh để anh set up cho anh. Tự nhiên khi mà ảnh nghe mình nói như vậy thì ảnh mới nói rằng là nói giỡn với em thôi, không có làm phiền em đâu, anh xài Samsung từ lâu rồi, anh biết cách set up mà. Các bạn nghĩ sao? Rồi mình nói vậy là em không phải làm phải không, vậy là nãy giờ anh chỉ chọc em chơi cho vui thôi đúng không? Thì ảnh nói chọc cho chơi cho vui thôi à, nhưng mà anh nhờ em giúp anh một việc. Đây là bạn gái của anh và cũng là người khách hàng của em. Ảnh không nói chữ bạn nha các bạn, ảnh nói là khách hàng. Và đây cũng là một người khách hàng của em đúng không? Cô chưa từng bao giờ xài Samsung cho nên là cũng không có biết. Cho nên là có trục trặc gì thì nhờ em giúp giùm cho cổ. Thì em nói dạ được, khách hàng là thượng đế, anh nói gì em nghe như vậy, để em giúp chứ. Đó, rồi xong rồi thì ảnh đi ra ngoài ảnh ngồi, Vi ngồi ở trong này chờ mình làm cái phone. Vi nói giờ sao nữa, cái nơi tôi cũng không biết bữa nay hai người dở cái trò gì nữa. Bây giờ thì ai biết. Cái tự nhiên Vi nói mình đi ăn không, cái mình nói ăn chung hả? Vi nói cái Vi đi ra hỏi anh đi ăn bún bò không. Anh nhìn Vi như vậy nè, anh nói người ta đang làm mà. Thì tự nhiên Vi trả lời với anh liền, Vi nói cổ cũng có hỏi em, làm xong rồi mình đi ăn. Anh nói là anh cũng định như vậy, tại vì người ta giúp mình quá nhiều, mà cũng là bạn bè mà, cho nên là làm xong anh đãi. Vì đứng tuốt từ đằng xa, Vì nói ok, làm xong đi rồi đi ăn bún bò, hôm nay anh toàn đãi. Thì mình cũng nhìn mình cười, mình nói cảm ơn anh. Khi mà xong xuôi hết, mọi người đã ra về trước mình, mình đóng cửa tiệm, mình khóa cửa xong nha các bạn. Xong rồi mình bước ra thì mình thấy, tức là khóa cửa xong, bước mọi người quay lưng bước ra thì mình thấy ảnh bước ngược trở lại cái cánh cửa và ảnh đưa tay anh giật cái cánh cửa như vậy nè. Mình nhìn thì ảnh nói liền make sure coi cửa đã đóng chưa. Các bạn thấy có ai mà cẩn thận đến mức độ như vậy hay không? Đó. Thì rồi ra thì anh hỏi rằng là đi mấy xe. Thì mình nói là anh chị đi một xe đi, em đi một xe, hẹn nhau ở đó nha. Thì ok, mọi người đi ra tới tiệm ăn, ngồi chung bàn rất là vui vẻ. Thì anh nói như vậy nè, khi mà ngồi xuống order rồi thì anh mới nói rằng là quen quá mà tưởng người lạ, không có trò chuyện với em thân là tại vì biết em đang làm việc mà ở đó có người khác. Làm việc là làm việc, chơi là chơi. Gặp em nhiều lần rồi. Cái mình nói vậy hả? Em tưởng là anh coi em là người xa lạ chứ. Anh nói là không. Mời các bạn.
Thế là khi ăn, ngồi đó trò chuyện thì mình mới bắt đầu coi lại những cái gì mình chụp trong phone. Thì bây giờ mình hỏi các bạn nè, ngồi đối diện hai người ta như vậy đó, còn mình ngồi như vậy nè, kỳ lắm, mình không biết cách nào nữa, cầm cái phone cứ kéo hoài coi. Các bạn có biết không, cái địa chỉ mà anh đưa để mua cái áo của Vi, cái zip code và cái bằng lái của anh, hai cái hoàn toàn khác nhau. Mà các bạn biết là cái zip code mà nó khác nhau tức là nó xa lắm, không có gần. Một dấu hỏi thật là lớn. Vậy là cái địa chỉ ở trên cái thẻ credit card đó, cái tên đó không phải là của anh. Tên trong cái driver license và cái zip code này mới đúng là tên của anh. Tức là birthday, ngày sinh, tên, zip code, ba cái đó sai hết. Vì không hề biết, mình mới là người biết. Tại vì sao? Driver license của anh mình có. Thì các bạn thấy đi, các bạn nghĩ đi, trong 4 năm, hơn 4 năm mà người ta đã dối trá mình như vậy rồi. Khi ra xe thì anh nói với Vi, mình đi song song luôn, thì nghe nói rằng là tối nay anh về nhà em ngủ hay là anh ngủ khách sạn. Thì Vi nói là thôi tối nay về nhà em đi, để dành tiền để được đồng nào hay đồng đó. Em chuẩn bị có một chuyến du lịch nữa rồi, nhưng mà lần này đi du lịch đó tốn nhiều tiền, cho nên là em muốn em với anh share với nhau. Thì ảnh nói chuyện nhỏ mà Vi lại không cho mình biết là sắp có một chuyến du lịch, Vi không có nói cho mình biết. Thì mình mới nghĩ, ủa cái gì trời, thôi để chờ chờ xem nữa, thử coi như thế nào. Khi chia tay ra về rồi, ngày hôm sau Vi mới kể cho mình nghe. Rồi cái Vi nói hai người đi vô tắm xong rồi bắt đầu lên giường và chuyện người lớn xảy ra. Thì khi Vi nói là rất là hạnh phúc, và tại vì Vi nói yêu càng yêu thì lại càng giận, mà giận thì nó lại yêu, cho nên là Vi nói rằng là Vi cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì khi xong rồi, Vi mới nghe anh Toàn nói một câu: sao phụ nữ đó mỗi người có mỗi cái mùi khác nhau ha. Các bạn hãy lắng nghe mình kể nè nha. Sao phụ nữ, mỗi người phụ nữ có mỗi cái mùi khác nhau. Thì Vi tròn mắt lên, Vi nhìn ảnh, Vi nói là sao, sao anh biết? Thì anh nói là thì anh coi trên online. Vi lại nhìn ảnh và Vi nói, ờ vậy hả? Đó là những gì mình lập đúng với những câu Vi nói, không sai một chữ nha các bạn. Và cái nét mặt của Vi kể cho mình nghe là như vậy đó. Vi cứ tròn mắt với Vi nhìn ảnh, là cuối cùng thì Vi phán cho một câu là ờ vậy hả? Tức là Vi ngay cái lúc đó Vi tin rằng ảnh coi trên online. Đó. Thì khi Vi kể cho mình nghe như vậy đó, rồi mình im lặng, mình hỏi Vi rằng là rồi sao nữa. Vi nói rồi thôi, hai người ôm nhau ngủ tới sáng, rồi sau đó thì ảnh ra phi trường, ảnh tự đi một mình, tôi không có đưa ra và đi. Mình nghe xong á, trời ơi thiệt có, mình tức nha, mình nhào tới mình ký vô đầu Vi một cái gì nè, mình nói ngu gì mà ngu dữ vậy, để chừa cái ngu cho người khác, người ta ngu với. Có ai mà coi ở trên online mà hửi được cái mùi trên online không? Trời ơi, động não một chút dùm. Tức là ông phải ôm cái người phụ nữ đó ở trong tay của ổng, và ông phải hôn, ông phải hít, ông phải làm đủ thứ thì ông mới biết được là người phụ nữ cái mùi khác nhau. Trời ơi, chuyện gì vậy? Tự nhiên lúc đó Vi mới bừng tỉnh ra, Vi nói, ờ, hả? Sao tôi ngu vậy ta? Mình nói quá ngu. Trời đất, tôi nghe Du kể thôi là tôi cũng đã biết rồi. Bây giờ tôi hỏi Du nè, gần nhau, ôm nhau mới biết được cái mùi.
Còn cái này coi trên online biết mùi là sao? Chẳng lẽ trên online người ta nói cho ông biết rằng là mỗi người phụ nữ mỗi mùi khác nhau? Cũng có thể là họ có nói câu đó, nhưng mà cái vấn đề của Du là không phải như vậy. Tại vì ổng với Du mới vừa làm xong là ổng ngồi dậy ổng nói với Du liền, tại sao mỗi người phụ nữ có mỗi mùi khác nhau? Mình phải hiểu ngay cái vấn đề của cái lúc đó. Tức là ổng so sánh, có thể là ổng đã làm với một cô gái nào đó gần đây nhất, và cái mùi đó nó không giống mùi của Vi, cho nên là ổng tình cờ thôi, tình cờ ổng thốt lên như vậy. Cái phản xạ tự nhiên để làm cho ổng phải thốt lên như vậy. Trời ơi, Du ơi, Du ngu quá sức tưởng tượng luôn. Cái tự nhiên Vi nói ờ, rồi lại ngồi rụ cái mặt xuống buồn, thật là buồn như vậy nè các bạn. Rồi Vi mới kể tiếp, nhưng mà ổng nói là ổng không có đi, tại vì công việc của ổng khi xuống tàu có thể là cái sóng nó không có bắt được, mà mỗi một ngày thì ổng mặc dầu là ổng không có ở trong hãng thì ổng vẫn phải trò chuyện, nói chuyện với những người ở trong hãng rất là quan trọng, cho nên là ổng không có đi như vậy được. Đi trên bờ thì còn có thể, nhưng mà xuống biển thì không, đi xuống thuyền thì không. Mình nói với Vi là bây giờ bỏ qua hết những cái vấn đề mà thôi ảnh nói vậy đi, tại ngay lúc đó Du cũng phản ứng thôi, giờ Du phản ứng thì cũng muộn màng rồi, nhưng giờ im luôn đi, bây giờ là tới lúc mình tìm hiểu đi. 4 năm nay không tìm hiểu thì giờ tìm nha. Thì Vi nói ờ, thì mình mới nói thật cho Vi biết luôn, tên của ảnh là tên giả, birthday cũng là ngày giả, và cái địa chỉ của ảnh cũng là giả luôn. Thì bây giờ với một người mà quen nhau thời gian quá dài như vậy rồi mà họ giả dối với Vi, tức là họ có vấn đề. Có thể là họ có vợ không, hoặc là họ đã có một người bồ đã chung sống từ bao lâu nay. Nhưng mà cái vấn đề có bồ chung sống bao lâu nay thì mình nghĩ là chắc có thể nó đúng hơn, là tại vì sau lần đổ vỡ thì chắc ảnh sợ rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu sẽ đi tìm hiểu. Bây giờ địa chỉ mình có rồi nè, nhưng mà cũng không biết là có đúng địa chỉ hay không, nhưng mà mình hy vọng lần này là đúng. Là tại vì cái bằng lái ảnh đeo trên người của ảnh, anh đi đâu anh cũng phải mang theo, thì đúng cái lúc trả tiền phone cho mình thì bắt buộc ảnh phải có. Mà các bạn biết không, Vi vô tình vô ý đến mức độ mà Vi không có để ý tới cái chuyện đó nữa các bạn. Nên ngày hôm nay mình nói với Vi, Vi vừa giận Vi vừa tức, thì Vi mới nói mình là đưa đi. Thì mình mới nói là cái này là information của khách hàng, không có đưa cho Du được. Mình xin lỗi cái Vi giận, nhưng mà mình giải thích cho Vi cho nên Vi hết giận liền. Mình nói với Vi là không có thể đưa information của khách hàng cho Du được, cho nên Du thông cảm. Nhưng mà mình chỉ nói cho Du biết rằng tất cả là sai, tên cũng sai, địa chỉ cũng sai, và ngày birthday cũng sai. Mình chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà mình mà đưa hết cho Du đó, mà lỡ hai người có chuyện, mình là người phạm pháp. Cho nên là xin lỗi, mình không có thể cho Du biết được như vậy. Thì Vi mới nói, ủa bà không cho tôi biết rồi sao tôi biết? Rồi là sao? Thì mình mới nói là Du cứ đi du lịch về đi rồi tính. Mình sẽ điều tra bằng một cách khác, chứ mình không có đưa cho Du được. Mong Du thông cảm. Thì Vi ok. Sau đó mình nhắc Vi rất nhiều lần, chưa tới ngày đi du lịch, nói chuyện với anh ấy cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thì Vi ok, Vi làm giữ đúng như lời hứa của mình. Và hai người cũng đi chơi rất là nhiều lần. Sau 3 tuần là tuần thứ 4, bắt đầu Vi mới đi du lịch với con của Vi. Thì đúng là đi ở trên thuyền, có lúc bạn sẽ connect được với phone và có lúc không. Có những lúc thì Vi trò chuyện được với mình, nhưng mà sau đó mình gọi là Vi cũng không có được. Thì cũng chụp ảnh, chụp hình rất là nhiều, thì thấy cũng ok lắm. Cho tới khi đi chơi một tuần về, rồi Vi có liên lạc với anh, thì anh nói rằng là một tuần lễ anh bận, cho nên là tuần sau nữa anh mới xuống Vi. Tức là khoảng gần 3 tuần, mà 2 tuần 3 tuần gì đó hai người không có gặp nhau. Thì tới cái tuần anh tới, Vi nói rằng là đêm đó là thứ 6, cũng đúng 8 giờ tối thì anh tới với Vi.
Và lần này thì anh nói là anh có thể ở với em đêm thứ sáu, đêm thứ bảy, sáng chủ nhật anh mới về. Vi mừng quá vì được hai đêm ở với Vi vui là vui như vậy nè. Cái ngày thứ bảy là cái ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau. Cho nên là Vi mới âm thầm làm một sự ngạc nhiên cho anh. Ngủ đêm thứ sáu rồi thì tới sáng thứ bảy thì Vi ngủ dậy thì không thấy anh trên giường nữa. Vi đi nhẹ nhẹ xuống dưới thì Vi thấy anh đang ngồi ở dưới để uống cà phê và chơi game. Vi lên lầu, Vi tắm rửa sửa soạn thật là đẹp luôn. Thì khi đi bước xuống thì Vi lại thấy cái phone anh để trên đầu giường. Thì Vi nghĩ rằng là thôi, ảnh cũng ready rồi, cho nên là mình cầm phone xuống cho ảnh thôi, rồi hai đứa đi ăn luôn. Rồi sau đó mới nói cho ảnh biết được là kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau. Thì tình cờ Vi vừa cầm cái phone lên thì có một cái tin nhắn nhắn vô. Vi nhìn lên cái phone và Vi đọc một cái dòng chữ của một người phụ nữ gửi cho anh. Người Vi run run lật bật như vậy nè các bạn. Vi không đọc nổi và Vi cũng không biết như thế nào. Vi ngồi phịch xuống dưới ghế, bình tâm suy nghĩ. Vi không biết làm cách nào, run quá. Và một điều thắc mắc trong đầu Vi rằng là tại sao mà anh không có gài cái password cái phone? Chẳng lẽ vì cái phone mới anh quên? Đó. Thì Vi mới lấy cái phone của Vi, Vi chụp hình liền những cái câu đó, kéo lên và chụp, và sau đó Vi follow vô cái message rất là nhiều phụ nữ thách cho anh và những cái câu rất âu yếm, rất là tình tứ. Vi chụp hết, chụp nhanh, chụp hết luôn và sau đó rung rung thật là rung luôn, không dám cầm lấy cái phone nữa và vẫn để cái phone lại ở chỗ cũ như vậy và ngồi co ro trên cái giường của mình như vậy nè. Vi nói rằng là thời gian cũng lâu lắm, cả tiếng đồng hồ luôn đó, nhưng mà anh cũng không lên. Thì sau đó tự nhiên nghe cái tiếng ở dưới nhà vọng lên là em xong chưa em ơi, đi ăn, anh đói rồi. Thì giống như là Vi mới bừng tỉnh ra đó các bạn. Rồi thẫn thờ đi xuống dưới cầu thang thì đúng lúc ảnh đi lên cầu thang. Rồi ổng cũng ôm đầu tôi, ổng hung tôi một cái. Rồi ổng nói hả? Hôm nay em đẹp vậy. Tôi cũng không thể trả lời nổi luôn, tôi không biết như thế nào luôn. Rồi thì ảnh đi lên lầu thì chắc là ảnh lấy cái phone đó. Và ảnh đi xuống dưới nhà, hai đứa đi ăn. Vi nói là khi lên xe tôi như là người mất hồn, tôi không biết như thế nào luôn. Và người tôi nó cứ run, rồi nó cứ lạnh lạnh đến nỗi mà trưa nóng mà anh nắm tay tôi, anh còn hỏi tôi rằng là sao người em lúc nào cũng lạnh hết á. Tôi cũng không thể trả lời nổi, tôi không biết làm gì luôn. Thế là tôi với ảnh đi ra ăn phở. Ngày hôm nay buổi sáng, buổi trưa cho nên đi ăn phở. Thì khi mà đi ra ngồi ăn phở rồi, tôi không biết cách nào hết. Tôi mới ngồi kế bên ảnh, lấy lại bình tĩnh và tôi mới nói như vậy nè. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Anh nói không. Thì Vi mới nói hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa mình quen nhau. Ảnh mới nhìn Vi, ảnh nói ồ vậy hả. Tự nhiên cái Vi ngồi đối diện đó các bạn, nhờ Vi qua bên ảnh ngồi lấy cái ghế ngồi đó và Vi cầm cái phone lên, giơ lên chụp hình hai người đang ngồi ăn phở với nhau. Ảnh ý như là muốn đẩy ra nhưng mà không đẩy kịp, thế là Vi nhào vô Vi ôm ảnh luôn. Sau đó Vi chụp liên tiếp vài tấm luôn. Vi nói đây là món quà anh tặng em, kỷ niệm 5 năm mình quen nhau. Thì ảnh ok. Khi hai người chụp hình xong, Vi qua bên này Vi ngồi. Vi thờ thẫn, không có biết cách.
ăn tô phở, ăn không nổi luôn. Rồi sau đó hai người mới đi đi ra ngoài. Ăn xong rồi đó, hai người đi ra. Thì anh mới hỏi Vi rằng là hôm nay em muốn đi đâu không? Thì Vi mới trả lời ở đây có gì đâu mà đi. Thôi anh cứ chở em chạy vòng vòng đi. Rồi Vi mới nói là tiệm em ngày hôm nay tụi nó làm cho em hết rồi, em dặn tụi nó rồi. Tại vì em muốn làm một cái kỷ niệm em với anh đó. Nhưng mà cái kỷ niệm này thì thật sự là nhớ mãi mãi, sẽ không bao giờ quên. Thì Vi nó cứ nói phong long như vậy đó, ai biết ổng hiểu làm sao. Rồi đi vòng vòng ảnh chở Vi chạy. Vi nói là Vi không có dằn được nữa, Vi không dằn được. Cho nên là Vi nói thẳng với ảnh luôn: anh có bao nhiêu người phụ nữ, nói em nghe đi. Ảnh nhìn qua Vi và nói: em khùng hả, em nói gì vậy? Hôm nay là kỷ niệm hai đứa mình quen nhau được 5 năm. Thì Vi mới nói với ảnh là bằng chứng em đã có đầy đủ rồi. Và bây giờ em cũng nói thật cho anh biết luôn. Hồi nãy em thay đồ rất là đẹp, em đi xuống để surprise với anh. Nhưng khi em nhìn thấy trên đầu giường cái phone anh để quên, cho nên em tình cờ em cầm lấy cái phone của anh để mang xuống cho anh, thì đúng lúc cái text message nó nhắn tới. Thì bây giờ em cũng muốn hỏi anh, ai là người nhắn một cái tin như vậy? Anh coi đi rồi anh sẽ biết. Anh quay qua, anh nhìn thẳng Vi như vậy nè: tại sao con người em mất lịch sự như vậy? Em ở Mỹ bao lâu rồi? Em không biết hả? Thứ nhất là phone, thứ hai là bóp tiền người ta. Có bao giờ anh lục giỏ em không? Có bao giờ anh cầm phone của em không? Con người kém văn hóa. Anh nói Vi như vậy đó. Vi nhìn ảnh như vậy nè. Vi nói: rồi mọi việc sẽ phơi bày ra. Ngày hôm nay anh tặng em một món quà quá giá trị. Bây giờ thật sự với anh em cũng biết nói gì đâu. Thôi anh đi về đi. Anh nhìn Vi, anh nói: được, đuổi hả? Đuổi về. Anh lái xe một vòng freeway đó các bạn. Và sau đó anh U-turn, anh về lại. Thì khi anh vừa về tới nhà của Vi rồi, thì anh nói với Vi là anh lên lầu lấy đồ rồi anh đi về luôn. Vi ok, mở cửa cho anh lên lầu lấy đồ rồi anh đi về luôn. Thì Vi nói là lúc đó Vi không khe nữa, Vi cũng cần biết một cái gì hết. Rồi sau đó tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi lên nhà tôi ngồi, tôi nằm, tôi ngồi, tôi làm hoài những cái động tác như vậy, tôi không biết cách nào. Sau đó tôi mới lock cái số phone của tôi lại, và tôi dò hết tất cả cái số phone của những người mà nhắn message cho anh đó đó. Tôi mới bấm gọi. Có vài người họ alo, nhưng tôi sợ quá tôi không dám nói. Rồi tôi cúp luôn. Thì lock số phone người ta đâu có biết đâu mà để người ta gọi lại cho mình. Khi mà mình nghe Vi kể tới đó rồi đó, mình mới hỏi Vi là số phone đâu. Vi chỉ ở trong cái phone đó: tối hôm nay qua nhà tôi với bà sẽ có chuyện làm. Các bạn ơi, phần 10 đã hết rồi nhưng mà vẫn còn dài lắm. Cho nên là thôi mình xin tạm dừng phần 10 ngay tại đây và mình sẽ làm tiếp luôn phần 11. Vì video dài quá thì cái phone của mình nó không có chạy được như vậy. Các bạn đón xem nha.